Hello anh chị, cảm ơn anh chị đã xem clip của Spencer hàng Mỹ. Đây là chiếc đồng hồ của Nam, hãng Orient của Nhật. Chiếc này là máy cơ. Cái viền và mặt đồng hồ không phải là màu đen nha anh chị, mà nó là màu xanh đậm. Máy cơ dày tầm 13 mm. Đây là mặt sau. Có lịch ngày, lịch thứ. Anh chị cần đặt hàng thì liên hệ shop em nha.